Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến đây quay phim bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình cô Thị Hiếu. Thì cũng khoảng một tháng thi công xây dựng thì nay cái căn nhà của cô Hiếu đã hoàn thành rồi. Thì hôm nay Thiện tới đây để quay phim bàn giao căn nhà này cho gia đình của cô Hiếu. Và cũng qua đây thì cũng thay lời cảm ơn tới các cô chú anh chị, các nhà hảo tâm đã gửi tiền gì đây cho Thiện xây dựng cái căn nhà này cho cô Hiếu. Thì sau đây Thiện quay phim ở trong nhà xong rồi sẽ đọc tên các cô chú anh chị đã gửi tiền về đây đóng góp xây dựng cái căn nhà tình thương này cho gia đình cô Hiếu. Chào con chào cô. Chào ba đứa em ha. Thì hôm nay con tới đây quay phim để bàn giao nhà cho gia đình của cô đó. Và cũng chúc mừng cho cô có được căn nhà mới ha. Dạ. Yeah. Dạ. Được nhà mới rồi thấy vui mừng không cô? Vui quá vui rồi. Dạ. Hết mưa hết dột, chạy lên chạy xuống. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân nhà từ thiện đó đó. Người dạ. Cầu thiện đó giúp đỡ. Vậy mừng quá mừng không biết nói sao. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình vô nhà hết con. Dạ. Rồi xong rồi tụi con trò chuyện với gia đình. Dạ. Rồi cô vô đi con. Dạ con chào chú luôn nha. Dạ. Bữa nay cái chân đi được rồi hả? Dạ, vô đây ngồi đi chút. Cái căn nhà này Thiện xây dựng cho gia đình của cô Hiếu đó thì nó khác hơn những cái căn nhà khác á, là Thiện sử dụng bằng cái cửa ở phía trước đó là cửa nhôm, cửa lùa bên đây, cửa sổ cũng là cửa nhôm luôn. Với lại cái nền gạch này á, là cái gạch bông 5 tấc. Cái màu gạch nó màu hột gà, rất là đẹp. Thì cái căn nhà này do gia đình này cũng con cái cũng đông cho nên thì gia đình này được giúp đỡ cũng nhiều thì Thiện xây dựng cho gia đình được chiều dài là bề ngang 12m, chiều ngang là 4m rưỡi. Thì hôm nay Thiện đến đây bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình của cô Hiếu và cũng hỏi thăm xem về cái niềm vui của gia đình khi có được cái căn nhà mới đó. Dạ chào cô Hiếu. Dạ chào chú. Dạ chú nói trước đi, hôm nay được cái căn nhà chú thấy vui mừng không? Vui. Dạ. Vui hôm nay đi được luôn ha. Mỗi bữa là nằm võng không ạ? Nằm võng không đó, bây giờ ổng đi không được. Mới gì nó vậy hả? Không mới gì à. Dạ. Bị hết bảo hiểm ta cho gì không thôi nằm ở đó. Dạ. Đòi đi nữa mà chưa có tiền mua địa bảo hiểm. Dạ. Vì Nhật Hoàng hết bảo hiểm đi khám bệnh luôn, đi khám tư không mấy bữa nay. Vậy bây giờ là mình phải mua. Mua rồi đợi. Rồi cô, hôm nay các chị trong nhà là thấy vui không? Cậu ơi, không biết nói sao, cảm ơn cậu Thiện với cậu Hoàng Anh với ai em đó. Dạ. Dạ. Giúp đỡ vậy mừng quá mừng, không biết nói sao hơn tôi. Dạ. Có nhà hết lo lắng nhà rồi. Hết lo rồi. Còn lo Nhật Hoàng bệnh thôi. Nhà cửa này cô thấy các vị là thấy đẹp rồi, chắc chắn không cô? Đẹp quá đẹp rồi, ai lại cũng nói đẹp hết trơn đó, người ta nói yeah. Đẹp quá đẹp rồi. Yên tâm rồi. Yên tâm rồi. Mưa gió đỡ, hết sợ rồi. Hết lo, đỡ lo, đi ruộng đi gì, đi dặm lúa dặm gì cho người ta. Dạ. Yeah. Tôi hồi trước đó thấy ai đi ra mình sợ lo, sợ Nhật Hoàng đồ có chuyện đó. Dạ. Yeah. Bây giờ đỡ rồi. Cảm ơn nhiều, tôi không dạ. Biết nói sao. Kinh thấy nhà này đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp em, nhà em rất vui. À. Dạ. Nhà rồi vô đây có ngủ chưa? Có ngủ trong nhà ngủ này chưa? Nhà em ngủ hết một đêm. Dạ. Rồi nhà này ngủ có cảm giác là sao? Dạ. Nhà ngủ đã hơn mấy đợt nhà em rồi đó. Hồi đó mưa lại, nhà em biết ra sao mà đâu có ngủ được, cái nhà chết đâu. À. Dạ. Con lẽ ngồi không? Rồi Nhật Hoàng, dạ. Các nhà xong rồi Cưng thấy sao? Thấy đẹp không? Dạ, thấy đẹp. Cái cảm giác khi mà bước vô căn nhà mới thì cảm giác đầu tiên của mình là cảm giác như thế nào? Vui, hồi hộp. À. Thấy cảm nghĩ giống như là bất ngờ ha? Dạ. Tự nhiên có được cái căn nhà quá trời đẹp như vậy. Có duyên sao gặp cậu Thiện được nhà vậy mừng quá cậu Thiện ơi tôi dạ. Không biết.
Mừng quá mừng rồi. Dạ. Nhà này thì con là cất xong cho gia đình đó rồi, cũng có lắp điện rồi hết trơn luôn hả con? Có đủ thứ hết trơn luôn, chú ba lại gáp cho đó. Dạ. Ổng dùng sữa mua tưa mua gì hết trơn đó, tự nghiệp ổng. Dạ. Lợi viên hình. Dạ. Cái căn nhà này nói chung con làm cho gia đình nó cũng được dài đó, 12 mét đó. Dạ. Dạ. Vì ai lại cũng nói y nhà tình thương vậy. Mà đẹp hút tay rồi, ai cũng khen hết trơn á. Dạ. Vô nhà ai cũng khen đẹp hết trơn. Xung quanh là dán tường lên, dán tường rồi gắn dịch viền. Dạ. Cho nó đẹp. Dạ. Nhật Hoàng ta mới thương cái này. Dạ. Rồi đi mua. Cảm ơn cậu Hoàng với cô Thêm đồ lại làm đó. Dạ. Người ta cũng nhiệt tình với mình, cậu ơi, làm không có nghỉ đâu, tội nghiệp lắm. Dạ. Thì cái căn nhà của cô đó, thì tụi con làm 4,5m, 12m. Dạ. Rồi một cái sảnh, một cái hành lang đó, rồi một phòng khách, hai phòng ngủ ha, với là cái nhà vệ sinh. Dạ. Đó thì cái căn nhà của cô thì nói chung con nhận được sự giúp đỡ cũng nhiều, cho nên mới làm được cái căn nhà nó được rộng, được lớn như vậy. Cảm ơn cậu, cô, cậu ở bên... nước ngoài đó. Dạ. Không biết nói gì mà hơn đó. Dạ. Giúp đỡ vậy, cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi giờ con xin được đọc tên các cô chú anh chị đã giúp đỡ cho gia đình của cô Hiếu ha. Dạ. Thì gia đình của cô Hiếu, Thiện nhận được sự giúp đỡ của ông Quang. Ông Quang có gửi cho Thiện là 1.000 đô la Mỹ, 500 đô cất nhà và 500 đô để gửi cho con cô chữa bệnh. Chị Châu 100 euro, chị Tuyết 300 euro, anh Tư 600 euro, chú Thanh Lâm 500 đô la Mỹ, anh chị Nguyễn Kim Tuấn 200 đô la Úc, chị Thủy 200 đô la Mỹ để chữa bệnh và anh chị ở Mỹ gửi thêm 200 đô la Mỹ nữa để cho con cô chữa bệnh. Anh Hoàng Lý 500 đô la Mỹ, chị Lan Phạm, chị có gửi cho Thiện là 1.100 đô la Mỹ để xây dựng cho đủ cái căn nhà này. Dạ. Và chú Nguyễn Văn Tư có gửi 100 Canada để hỗ trợ chị bệnh. Thì ở đây Thiện chia làm hai phần, số tiền cất nhà là Thiện nhận được 86.580.000. Đó là phần tiền của các cô chú anh chị gửi cất nhà. Còn tiền là chữa bệnh là Thiện nhận được là 900 đô la Mỹ và 100 Canada, thì đổi ra được là 20.970.000 đó, thì là tiền Mỹ, còn tiền Canada là 1.800.000, thì tiền hỗ trợ chữa bệnh đó là 22.770.000. Đó là các số tiền của các cô chú anh chị đã gửi tiền để giúp đỡ cho cô. Cảm ơn cô chú ở nước ngoài nhiều, cậu không biết nói gì hơn, đã giúp đỡ cho Nhật Hoàng chị bệnh rồi nhà ở gì đó. Dạ. Người đỡ lo chút. Dạ. Đi đâu gì à. Dạ. Thì con sẽ gửi cái phần tiền này cho cô ha. Thì số tiền còn lại là, nói chung tiền cất nhà là đủ rồi. Ở đây thì tiền cất nhà Thiện nhận được 86.580.000. Nói chung là bên trong còn xây tường, với lại gia đình có làm thêm là gắn thêm cửa buồng nữa. Thì cái đó là con cháu mỗi người cho một ít để cho cô làm. Còn lại thì 86.580.000 là số tiền này đủ để con làm cái căn nhà bề ngang 4,5m, dài ta 12m, làm cửa trước, rồi cửa sổ, rồi cửa sau bằng cửa nhôm hết, hoàn toàn luôn. Đó, rồi sơn nữa, sơn xung quanh hết trơn, tổng cộng là 2 thùng sơn nữa đó. Mỗi thùng là 1 triệu mấy đó. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 triệu. Ở trong đây là 13 triệu nữa, là 22.770.000 nha con. Đây con gửi cô cái số tiền này nha. Này cô cầm giùm con. Ở đây là cái số tiền Thiện thay mặt các cô chú anh chị đã gửi tiền về đây cho hỗ trợ cho con của cô Hiếu, em Nhật Hoàng để chữa bệnh. Rồi. Dạ con. Vậy cảm ơn cô chú dạ. Ở nước ngoài đã hỗ trợ cho chị bệnh, đã cất nhà.
Cảm ơn nhiều. Dạ. Cái phần mà của cô làm thêm đó thì cái đó là con không có tính vô đây ha, tại vì con nhận được nhiêu con làm bao nhiêu thôi. Dạ. Cái nhà này cất xong rồi ban đêm ở thấy mát mẻ rồi không cô? Mát, đa vô nhà dễ thấy mát lắm. Dạ. Dễ. Dạ. Dễ ngủ. Dạ. Thì nhà cửa này hoàn thành rồi hết trơn rồi, con cũng chúc mừng cho gia đình của cô và chúc gia đình sau này ngày càng may mắn hơn, làm ăn ngày càng phát triển vươn lên, thoát khỏi cảnh nghèo. Dạ. Thì tính ra vừa cất nhà mà vừa hỗ trợ luôn tiền nữa là trên 100 triệu đó. Dạ, hồi dạ. Trước nữa, hồi trước cho 2 nữa. 2 triệu mấy. Dạ. Cảm ơn nhiều cô Thiện. Dạ. Vừa cho gạo cho gì nữa. Dạ. Cảm ơn thì, nhiều không biết nói sao. Thì cái căn nhà của cô á là theo đúng là không có được giúp đỡ nhiều, nhưng mà do hoàn cảnh của mình khổ quá. Dạ. Dạ. Khổ quá, khổ rồi. À, gia đình khổ quá rồi khúc quay lên nó được các cô chú bác giúp đỡ nhiều cho nên dạ. Con mới làm được cái căn nhà khang trang vậy. Dạ. Đỡ dạ. Hồi đó nhà dột mưa lại chạy vô mùng không à, đâu có đi đâu được. Dạ. Bây giờ đỡ rồi, mưa lại thì mình lên ở nhà này, chị nấu cơm, chỗ nấu cơm còn dột, tính có tiền này mình tính làm trái ra nấu cơm. Dạ. Gì đó. Dạ. Có gì chứ cũng được, coi dạ. Chỗ này chủ yếu mình ở thôi, dạ. nấu ăn thì nấu củi rồi ở quê mà. Ờ, nấu củi. Dạ. Chứ nấu bếp ga mình cũng chịu không nổi nữa. Dạ. Mình gấp cái thình nấu bếp ga mình dạ. Ấy thì củi nhấp hết trơn á. Dạ. Rồi bệnh tình của Nhật Hoàng lúc này còn nhức đầu nhiều không em? Dạ, cũng đỡ. Cũng đỡ hả? Dạ, tại em muốn canh xe vô. À. Thì sau này cô mua bảo hiểm đi, rồi dạ. Xong cái bảo hiểm rồi cái cũng nhanh lắm, có 1, 2, 3 tuần gì đó. Mua chứ, Nhật Hoàng mua chứ có. Chưa. Mua đi. Má. Hả? Ở xã chưa bán. Chưa bà bán hả? Bây giờ đi chích tư không đó? Dạ. Ở đây người ta không dám chích nữa. Người ta dạ. Nói bệnh đó, bệnh gì ta không dám chích, người ta đuổi đi gạch giá. Rồi cưng, bây giờ học tốt không? Còn đi làm phụ tiếp gia đình không? Dạ có. Dạ. Dạ. Sao lại định học nghề gì? Dạ em kiếm nghề nào để giúp mẹ em chắc. Em học nó được, em học ngành y không vừa học ngành xây dựng đi mau xây hơn đi. Xây dựng chứ y bây giờ một đống dư nhiều lắm dư rồi nhiều. Xin việc mình khó xin đó ba đứa bị y đừng có y nữa dạ ngành cứ xây dựng y hoài rồi không có việc làm rồi sao lương tháng có 3 triệu dạ. Đi dạ. Làm tư có 3 triệu 4 triệu à rồi nuôi đi học y đó không có được tiếp gia đình gì hết trơn dạ. Khổ lắm. À bây giờ mình đi vòng nhà nha cô. Đi quay từ trong nhà rồi quay ra sau luôn dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn nhiều người cầu thiện luôn. Dạ. Anh nói được vậy được nhà mình một đêm lên biết mấy lần lên dạ. Coi nhà. Mình coi nhà hả? Ờ hồi chưa làm rồi đó. Không tin luôn hả? Mình làm việc chị luôn. Dạ. Nhiều quà người ta quay cho coi nó vừa vừa một ngày ngày. Cho Nhật Hoàng quay coi nhà không à? Dạ. Yeah. Ở đây hai bên là giấy khen của con của Hiếu. Còn ở sau đó. Ở trước, ở sau nữa, treo đầy luôn. Bị gấp hết mười mấy cái à. Cái nhà này thì ở phía trên thì làm bằng tiền chế cho nó nhanh. Ở phía dưới này mình xây tường lên khúc cho nó xung quanh như vậy cho nó sạch sẽ. Rồi dán tường luôn cho nó sạch sẽ luôn. Rồi phía bên này là cái cần cửa nha. Cửa này là cửa nhôm. Thì cái cửa nhôm này nó sẽ mắc tiền hơn cái phần cửa sắt sơn tĩnh điện. Thì nhôm này nó nhẹ hơn. Thì mình ráp vô những cái căn nhà nó giảm trọng lượng của căn nhà nó sẽ gọn hơn. Đó, nhôm này nhôm trắng. Ở đây là cái hệ thống điện. Thì cái căn nhà này đi cái đường điện cũng hơi nhiều hơn những căn nhà khác. Thì đáng lý ra 1 triệu nó cũng không đủ nữa. Nhưng mà
Thì Thiện góp 1 triệu này á, coi như là tiền vật tư, tiền điện đó. Còn cái phần công của chú Ba đi lắp thì Thiện sẽ trả cho gia đình luôn. Thì thấy gia đình này cũng khó khăn thì thôi mình ủng hộ một phần đó. Đó, cho nên là cái CB chống giật đó, rồi ở phía trong này luồn ống hết trơn luôn đó, ống này là ống 1.5 luồn hết trơn luôn này, bó vô trong này nè. Cái căn nhà này thì cửa từ trước ra sau nó rất là thoáng mát, ở gió thổi từ ngoài vô á, nó xung quanh này dán tường lên rồi thêm một cái len, cái chỉ ở trên này nè, có cái viền luôn đó, màu đỏ. Đấy, đẹp. Cái này là cái phần cửa buồng. Thì tất cả thì xây ngăn phòng là hết trơn luôn. Thì được 2 phòng, mỗi phòng là 3 mét. Rồi cái mình sơn cái màu xanh này. Cái giường thì màu xanh da trời đó. Thì cái lối đi thẳng ở đây là ra sau luôn. Rồi vẹo bên tay phải là vô trong phòng. Cái nền gạch này Thiện lót cái nền gạch 5 tấc đó. Thì sau này có nhập thêm một đợt gạch mới nữa, đó là gạch 5 tấc vuông. Thì cái gạch này nó sẽ sáng và nó đẹp. Ở đây mình đi vào trong này là cái phòng của gia đình. Thì này được 2 phòng. Ở đây cũng có làm thêm cái cửa mở ra mở vô nữa. Đây là cái cửa nhôm. Ở đây thì vào trong phòng, trong này có cái bộ giường sẵn nè. Ở trong này có thêm cái cửa sổ nữa nè. Đó. Cửa sổ mở ra mở vô. Thì trong phòng cũng được dán gạch ở phía trong luôn, trong này chạy dọc luôn. Rồi đây là cái phòng đầu tiên. Rồi ra phòng thứ hai. Ở đây là cái phòng thứ hai, thì bên ngoài cũng được sơn viền luôn. Phần này là cái cánh cửa đó nè. Hôm nay là thêm một phòng nữa. Ở trong này có thêm cái bóng đèn nữa nè. Cái bóng đèn trên này nó có đèn ngủ và đèn sáng ở trên luôn. Đó, cho nên mỗi căn nhà này thì tiền điện 1 triệu là không đủ đó, tại vì bây giờ vật giá leo thang thì cái gì nó cũng mắc, chân dây điện cũng mắc, bóng đèn cũng mắc. Rồi trong này cái cửa sổ nữa, thì 2 phòng là 2 cửa sổ, một cái cửa sổ ở phía phòng khách nữa là 3 cái. Rồi này là cái dừng lại phía sau, ngăn cố định ở đây bởi bức tường. Thì trong mấy cái phòng này đều có dán tường xung quanh hết luôn. Ở đây là cái cửa của cái lối đi ra phía nhà sau đó. Cái cửa cũng bằng cửa nhôm luôn. Bây giờ mình đi ra phía sau quay cái toilet ra ngoài nữa. Ở đây là cái phần toilet, thì do cái nhà sau nằm ở ngoài này đó, cho nên cái toilet thì cô Hiếu nó xây dựng trong này luôn. Thì để ở trong nhà sau thì đi vô trong này luôn, nó nằm gọn ở trong nhà luôn. Ở đây phía trong thì nó cũng giống như những cái căn nhà vệ sinh khác thôi, thì cũng được lợp tôn, rồi xung quanh này dán lên được một cục gạch đó.